Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn. Tiếp tục quay trở lại với kênh của Vượng Hạnh TV. Lời đầu tiên cho phép Vượng Hạnh xin được gửi lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất tới toàn thể các cụ, các ông, các bà, anh chị em, cô dì, chú bác gần xa trong và ngoài nước. Lời đầu tiên thì cho phép Vượng Hạnh xin gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể mọi người. Chúc cho mọi người có một sức khỏe thật là dồi dào, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Kính thưa các quý vị và các bạn thân mến, thì như các quý vị và các bạn cũng đã biết, trong những cái thời gian vừa qua, những cái live show và những cái sự kiện của đàn gà con đã diễn ra một cách thật là tốt đẹp và diễn ra một cách rất là thành công đối với Tuyết Nhung và Thiên Ngân. Thì tất cả quý vị cũng đã theo dõi từng những cái chi tiết của những cái live show của đàn gà con đúng không ạ? Đó là những cái khoảnh khắc mà thật sự chúng ta cảm thấy rằng nó rất là ấm áp, nó rất là đẹp từ phía đàn gà con. Trong những cái thời gian đó thì thật sự đàn gà con rất vất vả, thưa quý ông bà, cô anh chị. Thì suốt ngày đàn gà con cũng phải tập luyện và để trình diễn cho những cái live show được thành công, viên mãn và để cống hiến cho tất cả quý ông bà, cô anh chị trong và ngoài nước, để cho tất cả quý vị được thưởng thức những cái ca khúc, những cái mà đàn gà con đã thể hiện cho toàn thể quý ông bà cô bác chúng ta được nghe rồi đúng không ạ? Thì mới đây Tuyết Nhung cũng có chia sẻ một chút lên cái trang cá nhân của em ấy, thì cũng chỉ vì xong những cái live show, những cái sự kiện đã trải qua thời gian vừa qua thì đã xong hết. Và hiện nay thì Tuyết Nhung từ ngày hôm qua em ấy cũng thông báo đó là ngày hôm nay, tức là ngày mùng 9, tức là vào lúc 1 giờ chiều, shop Tuyết Nhung Store sẽ khai trương đầu năm ạ. Hân hạnh được đón tiếp tất cả mọi người nè, hì hì. Cả nhà cần mua hàng thì Xbox link fanpage phía dưới ạ. Và đó là những cái lời chia sẻ của em Tuyết Nhung ngay sau khi em ấy đã thực hiện xong hết những cái live show trong cái những cái live show sự kiện vừa qua. Thì các quý vị cũng đã biết là ngoài những cái việc live show và ngoài những cái việc tập luyện để cống hiến cho toàn thể các quý vị, thì các em ấy còn phải kinh doanh và bán hàng nữa để kiếm thêm thu nhập, thưa toàn thể quý vị và các bạn. Thì tất cả mọi người chúng ta cũng đã biết rằng Thiên Ngân và Tuyết Nhung hiện tại thì cũng đã làm xong những cái việc của mình liên quan tới những cái live show. Thì giờ đây Thiên Ngân và Tuyết Nhung cũng lại bắt đầu vào một cái hành trình mới. Đó là cái hành trình mà các em ấy phải làm, đó là bán hàng online, thưa toàn thể quý vị, quý ông bà, cô bác anh chị. Tất cả mọi chuyện thì chúng ta cũng đã biết trong cái thời gian vừa qua, những cái sự cố gắng, những cái sự mà vượt tất cả những cái khó khăn trong cái thời điểm hiện tại để vươn lên một cái mà cuộc sống, vươn lên những cái gì khó khăn trong cuộc sống, để rồi các em ấy có thể là sẽ tất cả sẽ cống hiến cho chúng ta được những cái gì mà khán giả đang cần và đang muốn từ đàn gà con đúng không ạ? Thì kính thưa quý vị, là ngày hôm nay vào 1 giờ chiều thì shop Tuyết Nhung Store sẽ khai trương đầu năm. Thì tất cả quý vị và các bạn chúng ta, nếu ai có điều kiện, ai theo dõi cái trang Facebook của Tuyết Nhung hoặc Thiên Ngân, thì mời các quý vị chúng ta hãy ghé qua. Và nếu ai có cần một món đồ hay món hàng gì thì chúng ta cứ liên hệ với các em ấy. Vì kính thưa quý vị, là trong cái thời điểm này thì ngoài những cái live show, ngoài những cái sự kiện ra thì các em ấy còn phải lo rất là nhiều việc, thưa quý vị. Bán hàng để kiếm thêm thu nhập và để lo cho gia đình, cũng như Tuyết Nhung và Thiên Ngân còn phải lo cho các em của mình rất là nhiều. Vì cái công đoạn này thì thật sự, thưa với quý vị và các bạn, là chị Phi Nhung chị không còn nữa. Cho nên rằng bây giờ thì Tuyết Nhung, Thiên Ngân cũng đã trưởng thành và cũng phải lo rất là nhiều việc làm thay cho mẹ Phi Nhung. Những cái ý nguyện của chị Phi Nhung để lại hiện nay là chỉ mong sao cho đàn gà con có được một cái cuộc sống cũng như là cái bước phát triển sau này sẽ lớn mạnh, và mong cho các con sẽ thành công trong cuộc sống. Thì những cái này, những cái mà ý nguyện của chị Phi Nhung thì chị ấy cũng đã mong muốn anh Mạnh Quỳnh cũng như là cùng toàn thể đàn gà con và quản lý Diễm Phạm sẽ cố gắng giúp đỡ cho các bé sẽ trưởng thành vượt bậc sau này. Thì tất cả các quý vị cũng đang quan tâm về Tuyết Nhung và Thiên Ngân cũng như là đàn gà con, thì các quý vị cũng đã biết trong cái thời gian này thì đang phát triển, cũng đang hướng tới một cái tương lai rất là tốt đẹp, thưa quý vị.
Thì ngày hôm qua thì em Tuyết Nhung em ấy có đăng tải một cái trạng thái đó là vào 1 giờ chiều ngày mùng 9 hôm nay sẽ khai trương cửa hàng Tuyết Nhung Store. Thì để mời các quý vị chúng ta hãy tất cả mọi người nếu ai ghé qua thì hãy xem và hãy ủng hộ cho Tuyết Nhung, vì thật sự cuộc sống của các em ấy bây giờ cũng rất cần sự quan tâm, rất cần những cái sự chở che của toàn thể mọi người cũng như là toàn thể các quý vị khán giả. Và nếu ai có điều kiện mà mua hàng được của em ấy là thật sự là rất là tốt, để em ấy có thể cải thiện cái cuộc sống của mình sẽ tốt hơn, để quan tâm đến đàn gà con, quan tâm đến các em nhỏ tốt hơn, thưa quý vị. Đó là cũng là một cái ước nguyện của chị Phi Nhung, mong muốn cho các em ấy sẽ có được một cuộc sống thật sự là hạnh phúc trong tương lai sau này. Các quý vị cũng biết là những cái bài đăng này của em Tuyết Nhung thì cũng có rất là nhiều những cái bình luận, có rất là nhiều những cái lượt chia sẻ giúp em ấy, để cho em ấy có thể là bán hàng tốt hơn trong cái thời gian sắp tới. Vâng, thưa quý vị, là em ấy có đăng tải bài đăng ngày hôm qua thì có rất là nhiều những cái comment rất là tình cảm, ý nghĩa, và cũng mong muốn cho Tuyết Nhung sẽ thành công. Chúc em cả năm mua may bán đắt, đầu năm khai trương hồng phát nha chị yêu. Yêu con nhiều, chúc con luôn may mắn. Chúc bé khai trương hồng phát nhé, chúc em mua may bán đắt. Chúc em khai trương thành công tốt đẹp, mãi mãi yêu thương đại gia đình Quỳnh Nhung, không bao giờ thay đổi. Chúc em năm mới mua may bán đắt nhé, Tuyết Nhung. Đó là những cái lời mà bình luận, một số bình luận của các khán thính giả mà đang theo dõi đàn gà con, thưa các quý vị. Chúc cô chủ nhỏ mua may bán đắt nhé, chúc cô chủ nhỏ luôn luôn vui vẻ và luôn cute nhé. Chúc em cả năm mua may bán đắt nha, nhiều nhiều. Các cô chú anh chị ở gần xa luôn luôn ủng hộ cho bé nha mọi người. Và đó cũng là một số cái bình luận, thưa các quý vị, thật sự là rất yêu thương mọi người luôn. Chúc bé Tuyết Nhung khai trương đầu năm hồng phát, mỗi ngày mua may bán đắt nha. Chúc con lộc lá quanh năm. Đó, rất là nhiều những cái bình luận thật sự là rất là yêu thương quý vị. Chúc Tuyết Nhung khai trương hồng phát, phát tài phát lộc nhé. Chúc con khai trương hồng phát, năm mới gặp mọi điều tốt đẹp và thành công hơn nữa nhé. Và đó là những cái lời bình luận của rất là nhiều những cái lượt khán giả đã bình luận vào cái bài của Tuyết Nhung, thưa quý vị. Đó là một cái điều chúng ta cảm thấy rất là hạnh phúc, đúng không ạ? Thế thì đâu đó vẫn còn những cái lời bình luận thật sự, thưa quý vị, là nó rất là tồi tệ và nó cũng không mang lại cái gì tốt cho Tuyết Nhung vì những cái câu nói đó. Thì cách đây vài hôm Vượng Hạnh có đăng tải những cái clip thật sự là rất bực bội vì những cái lời nói mà mỉa mai cũng như là gièm pha Tuyết Nhung. Thì chắc chắn là Vượng Hạnh nghĩ là đó là những cái người mà chắc chắn ở phe nào đó luôn luôn muốn gần như là dìm hàng, cũng như là gần như là dìm đi cái tiếng tăm của Tuyết Nhung, và cũng không nghĩ tốt cho Tuyết Nhung chút nào. Nhưng những cái hành động đó thì thật sự là Vượng Hạnh cũng cảm thấy là rất là bực bội, cho nên là có đôi phần Vượng Hạnh cũng rất là bực khi mà nói đến những người đó. Mong các quý vị thông cảm vì những người đó sẽ là những cái người không tốt. Ở đây tất cả quý vị khán giả cùng với Vượng Hạnh cũng chỉ mong sao cho đàn gà con có được một cuộc sống an lành, cho các em ấy phát triển trong tương lai và sẽ hát hay hơn và sẽ tập trung tập luyện nhiều hơn nữa để cống hiến cho tất cả chúng ta có được những cái mà chúng ta mong muốn, đúng không ạ? Thế còn những cái người mà sân si mà thị phi nọ kia, cái chuyện lùm xùm thì tất cả mọi người chúng ta thì chúng ta phải lên tiếng bảo vệ đàn gà con, đúng không ạ? Thì cho tới thời điểm này thì Vượng Hạnh cũng chỉ mong sao tất cả các quý vị chúng ta sẽ luôn đồng hành và sẽ luôn sát sao cùng với đàn gà con để cho tất cả em ấy có được một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai. Ngày hôm qua thì Vượng Hạnh cũng đã cập nhật là thật sự, thưa quý vị, là quản lý Diễm Phạm đã giao cái quán chay thì cho Đức Hiếu, và Đức Hiếu đã đang làm rất là tốt, đang làm tròn cái bổn phận của mình khi mà em ấy thực hiện những cái công việc tại quán chay. Có rất nhiều các quý vị khách xa gần cũng đầu năm cũng đã đến nhà hàng quán chay thì để ủng hộ cho quản lý Diễm Phạm cũng như là Đức Hiếu. Và để ngày hôm qua thì quản lý Diễm Phạm đã đưa đàn gà con thật sự là đi tắm biển, cái cảnh đó thật sự là rất là hạnh phúc, thưa quý vị. Chỉ có mỗi cái việc là nhìn đàn gà con thì chúng ta lại nhớ tới ca sĩ Phi Nhung rất là thân thương của chúng ta. Thì cũng mong sao cho đàn gà con sẽ luôn luôn mạnh khỏe và sẽ luôn ổn định trong cuộc sống, để có những cái công việc cho quản lý Diễm Phạm sẽ lo tiếp công việc sau này. Và em cũng xin được cập nhật tới đây, xin cảm ơn được
quý vị khán giả đã theo dõi và ủng hộ cho Vượng Hạnh. Chúc cho mọi người có một năm mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, bình an trong cuộc sống. Quý vị xem xin hãy ấn đăng ký kênh, like, chia sẻ và đừng quên nhấn chuông ủng hộ cho Vượng Hạnh TV. Và các quý vị cũng hãy để lại những lượt bình luận để chúng ta cùng giúp đàn gà con cho quý vị.